không biển số, không xi nhan, không đèn phanh, thậm chí còn kéo theo cả xe ba gác và vô tư vượt đèn đỏ. Hình ảnh những chiếc xe không đảm bảo an toàn vẫn lưu thông trên đường như thế này không phải là hiếm gặp tại Đà Nẵng. Biết rằng không đủ điều kiện để lưu thông trên đường, chủ những phương tiện này có rất nhiều cách để đối phó với lực lượng chức năng. Đi này nào gặp công an trốn chui trốn lủi, nhưng mà cũng rất là cảm thấy rất là áy náy, nhưng mà vì cuộc sống khó khăn rồi cũng phải đành chấp nhận thôi. Đối tượng mà vẫn còn sử dụng những cái phương tiện đó thì khi gặp lực lượng chức năng thì có cái sự tránh né và bỏ chạy gây khó khăn cho vấn đề xử lý. Không chỉ phương tiện không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, người điều khiển các loại xe này lại thiếu ý thức chấp hành các quy định về an toàn giao thông, chạy với tốc độ cao, chở hàng công kênh, gây ám ảnh với nhiều người tham gia giao thông. Mấy cái xe mà không có gọi là quá hạn nào, không có được gọi là không có kiểm định tốt đó, thì chạy ra đường nó khá là nguy hiểm cho cả người lái nữa và người đi ngoài đường nữa. Trước tình trạng các phương tiện cũ nát, độ chế lưu thông trên đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn giao thông, những năm qua lực lượng chức năng tại Đà Nẵng đã tăng cường các biện pháp xử lý. Tuy nhiên tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn. Hiện nay là tính cái niên hạn xe máy từ khi sản xuất bán ra thị trường cho người sử dụng cho đến khi mà tuổi thọ của nó thì khoảng trong vòng 10 năm đến 15 năm. Để giảm nguy cơ tai nạn giao thông từ các loại xe máy cũ nát, độ chế, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, các lực lượng chức năng cũng cần tăng cường hơn nữa trong việc xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, cũng như có chế tài loại bỏ, chấm dứt lưu hành đối với các phương tiện này.